Mỗi ngày thì anh em mình bán 1 cân là 250 quan nha các bạn. Mua rồi không này, ông kia chưa. Đây lái xe, anh lái xe khỏe phết đấy. Ôi khỏe thật đấy. Cái này thì cứ tầm 1 tuần nữa anh em mình lại xuất tiếp các bạn. Bởi vì 1 tuần nữa mới bắt đầu, ngày mai bắt đầu lại thu hoạch, lại phơi này và phải sàng cho nó sạch, xong rồi đóng bao. Chị này đang là mới đập lúc sáng này. Vesica để mua ra. Xe thì anh em mình cùng giúp chị ấy chở ra ngoài thị trấn và chị ấy sẽ đổ dầu cho xe đấy. Ok, hello chào các bạn nhé. Ok, hello chào các bạn. Đấy, hôm nay mình với Nam là vào anh em đi vào để bán ngô các bạn ạ. Hôm nay có cái chị thương lái ở ngoài chợ ấy, là hôm qua có đến chỗ nhà mình và chỗ nhà anh em mình và đặt vấn đề là mua ngô. Đấy, thì là anh em mình sẽ bán cái ngô đỏ bên này, bởi vì là thu hoạch cũng được khá rồi mà giờ còn rất nhiều chưa thu hoạch. Thì nó bởi vì đây kho bé quá không có chỗ, nên mùa này phơi rồi ấy nó cũng trời mưa các bạn, nhưng không có chỗ phơi cho nên là anh em mình phải bán bớt để thu hoạch thứ khác đấy. Giờ vào phải cân và xuất cho gì đấy, tí nữa mình sẽ cùng cho xe tải là chở về ngoài thị trấn cho chị ấy luôn. Ây da, nặng phết đây. Nặng. Đây. Muito. Você? Hã? 60 aí? Hã? 60. É o 60. Você é 70. Ô, đừng ghi này, cho cân anh ạ. 70. Anh Hậu cầm sổ tí cân là ghi báo nào, mà nào ghi mà đấy. Đây ngô đỏ anh. Từ bị sánh đấy chứ. À kì. Kì bà thà là. Tá bom. Então vai beijar primeiro esse aqui. Amigo, tira pra beijar. Fica aqui. Đấy, bây giờ những cái bi sánh này là mình sẽ đổi bi cho chị luôn. Chị sẽ để cái bi chị mua lại cho anh em mình. Còn cái bi này là chỉ bảo phải đổi không nó sẽ hỏng. Chín sáu phẩy bốn. Chín sáu phẩy bốn đấy. Anh Hậu thôi. Anh Hậu ơi. Chín sáu phẩy bốn. Chín sáu phẩy bốn. Mấy tay. Tay xe. Nó vẫn tay xe gì phun tu quạt. Mấy tay ấy lần đó đấy. Đợt vừa vay cả đi cả. Mỗi này thì anh em mình bán 1 cân là 250 quan nha các bạn. 1 cân này là 250 quan giá. Tu du am igual. Cốt mấy tia sinh. 76. 76. Amiga, você não escreve? 76. Bi này có 76 cân, thì đâu. Bố thì mẹ tên đây ta à? Dạ. 96, 96,4. Đây, 350 mà anh. Chúng ta được ghi là 150 chứ. Đôi bê xô, vào chúng ta. Chẳng chưa. Chưa máy. Chưa. Cái này là bỏ đây lên máy đấy nữa. Mới được 150 cân. Thì ra màu, 83 cân. 83. Thì ra 83,1. Thế nữa lên chỗ kia là bằng 5 luôn. Đấy, thì giờ sẽ bán cho chị này một xe tải này đây các bạn ạ. Rồi sau đấy thu hoạch và lại đợt sau lại nhập tiếp chị đấy tiếp. Bao này ít quá này. Con này sờ được 50 cân đấy, mới được nửa bao đấy.
67. Số 6. 66. 67. 69. 70. Vào là 80 ký. Ôi tên ta đôi bốn set thì. Cái báo xanh này nó bền này. Cái báo này báo này đều quá. Báo này nhìn xuyên được luôn này. Báo xanh nó dày hơn. Tám một sáu. Ôi tên ta ông phone to single. 815 ấy. Chà, báo này phải trên 90 ký. Tám chín sáu. 896. Ôi tên ta Nove Pontuses. Báo đầu tiên là nặng nhất đấy. 89,6. Những cái ngô mà nó không được đẹp lắm thì anh em mình để lại để hôm sau là sẽ nghiền bột và xay bột và để cho gia súc gia cầm. 928. 92 Pontuoito. Kiểu mấy ông này không biết nhìn gì nhìn tôi hoài. 83.3. Nhiều ấy nhỉ? Nhiều. Mấy cái ba trắng được bán không ấy? Bán hết luôn chứ? Một trắng không, một trắng để chăn nuôi. 877. Ôi tên ta Seti Pontu Seti. Đây mình đọc tiếng Bồ cho cái chị thương lái này ghi nhé các bạn. Còn lại mình đọc cả tiếng Việt luôn để về đến Nam Edit đều phải dịch. Đây là đọc số ký thôi mọi người. Khỏe phết nhỉ. Ê, để vào gà. Vất cả gà. Để nằm xuống không để? 896. Ôi tên ta Nove Pontuses. Ở đây có cách bốc rất hay nha các bạn. Cầm tay nhau là để đó, ở Việt Nam bốc vậy mày. Thế á? Bốc mấy bao cà phê mấy ông hay đi bốc bác cà phê cũng là vậy. 839. Mấy ông đi bác cà phê nhân cũng vậy mà. Một tay quàng rồi. Làm cái dây. Thì ra thì ra. Cầm vậy ôm. Nặng tay cho nhéo thật chặt. Nó đỡ nặng hơn. À, nặng à? Nặng ý. Gần 90 cân đấy, gấp đôi anh Quý. Gấp đôi mình luôn. Đi đâu? Đi đâu mau? 84. 84. Đi đâu? Chín ba. 93. 93. Đúng rồi, bao đầu tiên là nặng nhất. Hả? Bao đầu tiên là cả 86, à 96 rồi. 96. Bi thì nó nằm ở đây này. Mà này nó dẻ lên này. Mà nó hư hết rồi kìa. Ở dưới đít nó bị tách ra hết rồi. Ờ, cái bao nó đều quá. Cái này chở cái nó bục ra luôn đấy. 48. 84. Pontu Oitu. Này, cái loại bao này này, mọi người. Cái này mà bỏ lên xe chở dòng mấy cái là đứt hết ra. Cái bao xanh này chứ cái bao trắng này nó kém lắm. Bao này kém. Mà bán vai beza cho mày nhá. Vai beza de potro casa cuya. Mete. Cân luôn tí nữa đổi bi xong. Bao này chắc phải cả tạ đấy. Vai vai vai. Ông thầy cậu. À. Mai rồi tụi con. Ok. Vai vai ai đưa. Tại tôi ông về. Là cá sa đủ. Đấy. Đấy 96 này. 96. Ui, bi này nặng này. Nam khỏe phết đấy chứ. Ở nhà mấy bao cà phê nhân nó cũng tầm này chứ mấy anh. Này nào, vít ra, vít ra, vít ra. Phú xăm bộ quên. Tá bom. 90.4. 88.5. 88.5. Chà, cười rồi, một người ông này ông kiêng. Chưa rồi, bà bảo. Đây, lái xe, anh lái xe khỏe phết đấy. Ôi, khỏe thật đấy. Đi vào rồi.
Anh này tướng to rồi cơ mà. Được rồi. Ôi. Bác 90kg. Ôi tên đẳng cấp. Được đấy. Phải đấy. Bố sẽ tắp bông. Vì này đang nặng hơn này. Ôi tên ta nó vì con tôi quạt. Hãy giúp đẹp. Đi đâu. Phải là, phải là. Ôi xa. Wow. 927. Không, 8 chứ. 927. Nó vẫn là đôi con tôi xịt. Mệt lắm, để cho mấy anh bê. Bê tí nữa gậy cái lưng. Ôi, thế ta xịt 86. Thì là anh xe tải này anh bê hẳn 90kg. Anh này phải bê được cả tạ đấy. Đông phải lắm, giàu một bản tính, không phải đi. Ừ. Nghề mà. Wow, anh này có quả tóc như Na Cha à? 952, 95 Pontudo. Tí nào. Cái này tí nữa mình chở giúp chị này ra ngoài thị trấn luôn nha các bạn. 93 Pontudo. Tí nào. Dạ. Đúng như sao đúng. Với chính cái tấn rồi thì 90.8. Bỏ cái chân đi, cái chân đi. Cái chân, cái chân. Tí đâu. Chưa tiền gì, cái chân nó băng ra. Lôi ra là được, cho vào ra là tôi băng này. Được chưa? Mày tới. Đi cái này nó gì? Đó, cái chân đi này được biết này. Chân này sao được, 872. Ủa, thế thử lại cái bi này cái. Asuke, xin nó ta xe tù. Espera, espera, espera. Tira, tira. Tira aquel. 97, đúng rồi, đúng rồi. 816. 816, 817. Ôi, tên tao un punto 7. Eso tudo. Aquel mara? Yeah. Thank you. Thank you. Giờ phải... bán bớt đi để mà lấy chỗ chứ không không có chỗ để mà để phơi cũng nó khó mà cái bên này mùa này nó mọt bị mọt lắm các bạn ạ, cho nên là anh em phải bán 864. Ôi tên ta đôi pon tu ses pon tu ses. Xếp tên ta xin cụ 75 cân 844. Ôi tên ta uống phân tu 4. Ôi tên ta 3 phân tu. Chúng ta xe tải nặng đấy nha. Tải không biết chở hết được không nhỉ? Hả? Chở nhiều đấy. Nhiều đấy. Mình mấy tấn. 2-3 tấn đấy. Cái này thì cứ tầm một tuần nữa anh em mình lại xuất tiếp các bạn. Bởi vì một tuần nữa mới bắt đầu, ngày mai bắt đầu lại thu hoạch, lại phơi là và phải sàng cho nó sạch, xong rồi đóng bao. Một tuần nữa thì chị này lại vào mua tiếp. Đã kêu xem màn nào về anh đấy. Đã kêu mai dung xem màn nào. Về em bật. Vâng, tí ra mời. Ok, anh nói aqui não tem fácil para meter. Então cada vez 4, 5 toneladas. Aí lá fora ainda tem muito, tem bué. Aí ó. Esse này ghi luôn sốn chứ. À cũng đúng mà. Vai, vai, conta aqui, conta aí. Ôi, bên này 100 cân này. Esse 101.8. 101. 101 cân. Đấy, nếu bi này mà cho đây mà máy thì đúng là bi đúng 150 cân thật. Đầy lên khâu miệng lên là 82 đổ lên. Tí đâu.
Đây anh Hầu đứng đây để ghi nốt cái bi này đưa vào luôn anh. Rồi xin chào Luna và mẹ tên Ba Su. Có cái bạt nào anh trải ra cho mấy anh em này cái bạt để đổi bi cái. Không nó đổ ra nền bẩn. Nó bên ta đôi. Ok các bạn, giờ để cho chị này chị đổi bao xong, tí nữa bốc xe về ấy thì mình lại quay tiếp. Với lại tí nữa có thêm Ngô đang ngoài sân đang sang nốt các bạn. Thì tí nữa anh mình lại quay tiếp. Bây giờ anh em mình sẽ cộng cộng lại coi là rừng này sẽ được tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm được bao nhiêu tầm? Chắc cũng tầm 2 tầm mấy đấy. 3 tầm. 7. Thì xem qua đời cho anh em nhanh nhanh như thế. Rồi nốt 89,6 83,9 84 93 84,8 bài tấn ấy nhỉ. 2,6 phẩy phẩy hóa mắt các bạn ạ. 75 3 tấn 234 màu sao 3 tấn đem bút đấy. Thì này là 3 tấn 2 các bạn. Đây mọi người. Rồi, tổng đấy là 3 tấn 234,7 cân đấy. Còn đời ngoài thân nữa. Aquí tengo tres retornera de urgencias y 34 47 yeah. Nếu thế thì mới thu hoạch được tầm 10 tấn các bạn. Đây mới 1/4 thôi, 1/4 diện tích. 1/4 diện tích, nếu thế thì khoảng tầm được một vụ này tầm là khoảng chục tấn à? 10 tấn. Tầm 11-12 tấn à? Đâu, đây mới 1/4 mà. 12 tấn. 1/4 là cho được 10 tấn rồi. 42. Tất cả ấy. Là tổng ấy. Đâu, đây là được 10 tấn rồi. À. Đây là hơn 10 tấn rồi. Là có 1/4 thôi. Ờ. Có 40 tấn. Ờ, khoảng tầm 40 tấn. Nhiều rồi. Tầm khoảng 40 tấn ngô. 40 tấn ngô. Bởi vì mới thu hoạch được 1/4 thôi, còn ngoài đấy 3 phần nữa. Ừ. Đây 1 phần này, còn 3 phần nữa. Đấy, à. Trong ngô đông rồi. Tổng là được 10 tấn rồi. Là hơn 10 tấn rồi. Ở đây là 3 tấn rưỡi từng này mà cái đây phải tầm 6-7 tấn. Đây có tấn nữa này. Cái ngô này là ngô để dành cho công nhân ăn. Ngô trắng để dành cho anh em công nhân với lại là để cho bò, dê, cho ngan các bạn. Nên gọi là ngô kiểu nó không được đẹp lắm ấy. Còn ngoài này thì đấy là anh em mình lừa ra ngô đẹp rồi. Bán cho ấy là ngô đẹp. Anh thấy bên Hậu này ăn bột à? Ăn dạo mà. Đâu cái này bột đậu mà. Ngô đây. Cả ngô cả đậu. Mẹ tên mày, mẹ tên mày. 859. 86 đi. What is that says? Mấy anh ấy không chịu đâu, kể cứ đọc chuẩn. Ôi tên là sinh của Pontu Nova. Đọc chuẩn như mấy anh đi không, chứ mấy anh này không chịu đâu. Một lạ, một lạ cũng không được. Thà mình đọc thiếu chứ mình mà đọc hơn là người ta không chịu đâu. 3 tấn 320 cân. Cái phẩy 6 này thì tí này bớt cho chị này. Còn là tính 3 tấn 320 cân. Nhân 10 tấn là được. Được 2 triệu rưỡi qua nè. Đấu? Làm gì? 250 chứ. Đâu 2 triệu rưỡi chứ đúng không? 1 cân được 250. 250. 10 cân 2.000. Nhân 100 cân là 25.000. 1 triệu quan. 1 tấn là được 200. 1 tấn là 250.000. 1 tấn được 3 tấn 750.000. Thì 10 tấn là không phải 2 triệu ấy à? Bằng nhân. Đúng rồi đâu. Nhân lên. 10 tấn là 2 triệu rưỡi đúng rồi đó. Đấy. Nhân là 4, đây là 40 tấn là được chục triệu thôi. Tổng bao nhiêu con giáp nha các bạn. Sao nhiều số 0 ấy. Cái này phẩy, cái này là chấm. Phẩy này sau này không thêm được nữa. Phẩy không. Hiểu không? Tổng bao nhiêu.
Người ta lại tưởng ghi 8 triệu 3. Quá lời. 83 triệu. Chỉ này muốn mua thêm thôi. Cái này phải diễn. Cái này em đưa ra. Eliana Faze Limpeza. Vô sẽ cái đồ ca sinh. Nào, mũi to đi bay. Để một ra. Chị này đang muốn thêm. Mũi này là mới đập lúc sáng. Vai ficar demorar. Ừ. Ô, você quer assim? Não, tem que só se limpar assim. Giờ sáng nhanh không? Tức này. Sáng này nhé, mất thời cả tiếng hôm. Thôi để hôm sau vô được. Đằng nào vừa sau chẳng bán tiếp. Segunda vez. Yeah. Próximo. Quer ser mais pouco também. Vậy mấy chị này tính ra đi bán cái này lời phết nhỉ? Giờ về xay ra bột ngô, một ký bột ngô bây giờ là bao nhiêu tiền đấy? Tầm 300. Một ký bột ngô bây giờ 500 quan, 600 quan. Xuống thôi, xuống ác rồi. Xuống rồi hả? Một ký 300 thì các chị lấy lời 50 quan. 53, 15, lời 150 nghìn. Thường này. Hôm bữa 500 quan một ký ấy. Đợt đỉnh điểm là cao, đợt đấy thì mình là chưa thu được. Anh em mình cho chị này mượn cái bao luôn, ra ngoài đấy chị sẽ đổ ra cái bao của chị và anh em mình sẽ đưa cái bao của anh em mình về. Bởi vì cái bao của chị này cũng mỏng, cái bao này cũng dễ hỏng. Mình lấy cái bao dày của mình về thôi để mình ấy đưa sau. Sau này còn cất. Bao trắng này mỏng á. Sau này còn dự trữ ngô để cho trang trại nữa. Đấy, giờ bốc lên xe để trở về ngoài thị trấn cho chị này các bạn ạ. Xe thì anh em mình cùng giúp chị ấy chở ra ngoài thị trấn và chị ấy sẽ đổ dầu cho xe đấy. Chị này chạy cái xe mô tô ba bánh vào cái xe ba gác vào không chở hết này được, chở chả biết lúc nào cho hết. Mà thuê xe thì cũng đắt, thuê xe từ ngoài thị trấn vào trong này mà chở về ngoài thị trấn vào trang trại xong rồi chở về ngoài thị trấn quay lại là cũng hết bao tiền đấy. Ok nha các bạn, thì video này hôm nay anh em mình xin kết thúc ở đây. Các bạn thấy hay ý nghĩa thì cho anh em mình một đăng ký kênh, like, chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Chào các bạn.